Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phong Cận TV đấy bạn ơi. Thì hôm nay nè, là mình đang có một gọi là chuyến đi đến Sài Gòn để gọi là đi quay MV tiếp mấy bạn ạ. Thì lần này sẽ là một cái MV của Hero Team nha các bạn nha. Đó, thì hiện tại là mình đang trên đường gọi là để đi đến sân bay. Thì có lẽ là mình sẽ quay lại cái cuộc hành trình này cho các bạn xem, và mình sẽ chia ra khoảng 2 hoặc là 3 phần gì đó đó để cho các bạn có video để các bạn xem nha. Ok. Rồi, và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình lên được 2 triệu subscribe nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì let's go, đi thôi nào. Thông báo cho các bạn một tin rất là vui. Đó chính là hiện tại là sân bay mình ra ngoài đó và thấy nó vắng tanh luôn các bạn ơi. Có một bóng người ở sân bay luôn. Và thế là mình hỏi tổng đài thì mình mới biết được rằng là hiện tại là vé của mình đã bị delay. Nó bị delay, trời ơi, hồi nãy mình nói là sợ bị delay. À dạ, nó bị delay thiệt luôn. Và bây giờ hiện tại là nếu như mà đúng á thì bọn mình sẽ bay vào lúc 8:55. Không biết bây giờ còn mấy tiếng đồng hồ nữa mình phải đi làm cái gì đây. Nhưng mà nói chung là cái cuộc hành trình này cơ bộ gọi là khá là thú vị á các bạn ạ. À. Ok, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nhé. Thì mình cần phải gọi là gửi bé Cam đến spa đã mấy bạn ạ. À. Tại vì sao? Tại vì mình với Sammy lên Sài Gòn hết rồi, sẽ không còn ai mà trông Cam nữa, không còn ai cho Cam ăn nữa và chăm sóc cho Cam, cho nên mình sẽ phải đưa Cam ra spa nha. Không biết Cam có buồn hay không ta, chứ mình cũng hơi buồn buồn các bạn ạ. À. Kiểu cảm giác như là phải sắp xa Cam một tuần vậy á. Buồn ghê luôn trời. Cam nhớ ba không Cam? Cam ơi. No. Rồi xong, nó quay mặt ở trong nó giỏi mình nè các bạn ơi. À quên, mình quên kể các bạn, hôm nay Cam mới vừa phạm một cái tội vô cùng lớn, đó chính là Cam đã tè bậy lên trên giường của Simi. Bất ngờ, Cam chưa vừa tè bậy rồi, bây giờ Simi cho lên phòng chơi luôn. Rồi xong, Cam đã bị chị Simi giỏi, chị Simi đã tuyên bố từ nay Cam không được lên trên phòng chị Simi chơi nữa. Thấy không Cam? Trời ơi là trời. Sinh nhật không mời đi nữa. Đúng rồi, sinh nhật của bé Mưa là không mời Cam đi nữa. Nhìn cái mặt nó kia, nhìn cái mặt nó kia, cái mặt nó giả vờ buồn kìa. Trời ơi là trời. Rồi xong mấy bạn ơi, vào giày luôn. Tuyệt vời chưa mọi người? Tuyệt vời. Mấy bạn ơi, chỗ này đã đóng cửa mất tiêu rồi. Bây giờ không biết là phải đem Cam đi đâu đây. Cam nhìn tội quá rồi, cái tay kìa. Nhìn Cam nè, nhìn cái tay kìa. Đáng thương. Thôi được rồi, mình sẽ thả Cam xuống nước. Điên hả? Thương Cam quá. Thôi chắc phải đi về các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chắc là phải để Cam ở nhà rồi. Không Cam, không đem Cam ra spa được rồi. Tại spa đóng cửa rồi. Simi ơi. Simi đang cosplay em gái Mưa hả? Bạn coi nè, ngập quá trời luôn các bạn ơi. Đâu hẹn tới cuối hạn luôn á. Ừ, ngập ở ngoài tuốt ngoài kia chứ tận trong đây luôn. Ơi, ở đây đóng cửa mất tiêu rồi. Thôi mình nghĩ rằng mình phải đưa con Cam về nhà á bạn ơi. Khổ quá. Tôi khổ quá mà mấy bạn ơi, tôi khổ quá mà. Trời ơi là trời, bây giờ spa đã đóng cửa rồi thì biết đưa Cam đi đâu đây? Cam ơi, hay là bây giờ ba đưa Cam về nhà rồi Cam tự nấu ăn, Cam tự gọi là dọn vệ sinh nhé. Nani? Được không? Mày bị điên à? Cam biết làm không? Ai, mấy bạn ơi, bởi vì là gửi Cam không được cho nên là bây giờ bọn mình sẽ gọi là đi kiếm một cái gì đó để ăn sáng nha các bạn nha. Chắc là bọn mình sẽ vào trong siêu thị để kiếm cái gì đó ăn. Hello đi Sim. Hello đi Sim. Ok bạn ơi, và hiện tại sau khi mà bọn mình ăn xong thì bây giờ bọn mình đang gọi là đi bộ mấy bạn ạ. Tập thể dục để cho nó tiêu cơm mấy bạn ạ. Mấy bạn phải nhớ là sau khi mà ăn cơm xong là các bạn phải tập thể dục nha. Không thôi là sẽ bị gọi là béo phì, là ảnh hưởng sức khỏe lắm á. Hiện tại là ở Huế đang bị gọi là bão các bạn ạ. Và bạn biết bão có gì không? Các bạn xem đây. What? Ủa trời ơi. Trời ơi bạn ơi, bạn biết không? Nó đổ cây tùm lum la luôn, mấy cây á nó bị gãy rồi, cái kiểu nhìn ghê lắm bạn ạ. À. Thật sự ở ngoài miền Trung bão rất là khổ luôn. Ok bạn ơi, và sau khi mà mình đi ăn sáng xong thì tiệm spa chúng ta cũng đã mở cửa rồi. Mình sẽ đưa Cam vào trong spa nha. Ok bạn ơi, thì mình đã đưa Cam vào trong spa nè, và Cam đây rất là sợ bạn ơi. Ôi ngoan ngoan, đừng sợ nha. Bye bye Cam nha.
Bye bye. Mấy bạn hung dữ quá, mấy bạn đừng có la cam nữa, mấy bạn hung dữ quá mấy bạn ơi. Mấy bạn chó này hung dữ quá anh em ạ. Không sủa nữa nè, ngoan. Ngoan. Không sủa bạn nè. Không có sủa bạn, bạn còn nhỏ không sủa bạn, hiểu không? Ok, hello tất cả mọi người. Và hiện tại là mình đã lên trên máy bay rồi các bạn ơi. Và kế bên mình là Sammy nè. Sammy, chào mọi người cái đi. Hi. Làm vẻ dễ thương coi. Thật tim. Ok, thì ở trên máy bay cho nên là mình phải nói nhỏ một tí. Chứ mình nói to quá sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Còn đây là Sammy nè các bạn. Sammy. Hello mấy cưng. Sammy đang phải ngồi một mình các bạn ạ. À. Ước gì kế bên Simmy bây giờ có Kairon nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Sài Gòn nha các bạn. Để xem coi chuyến đi lần này có gì thú vị nha. Hey, mọi người ơi, thì cuối cùng mình cũng đã đến được Gaming House của Hero Team rồi các bạn ơi. Và mình sẽ cho các bạn xem ở trong Gaming House có những ai nha. Kairon nè, Dịch nè. Trời ơi, anh Dịch, anh làm gì mà tiền nhiều quá anh Dịch. Ta-da. Ôi, đại gia nha. Ôi, rồi xong, Dịch dám làm đổ nước ngọt lên giường của Timmy. Rồi rồi, Dịch chết rồi. Dịch chết rồi. Trời ơi. Wait a minute. Trời ơi, Dịch dùng tiền để lâu luôn. Trời ơi, Dịch giàu dữ vậy ta. Trời ơi, Dịch giàu quá. Còn đây là mèo Simmy nữa bạn. Chào mọi người đi. Còn đây là chị cá mui nữa bạn. Chào mọi người đi. Làm mấy động tác cu te coi. Ờ, cu te ghê ha. Ừ. À quên, còn đây là anh Bụn nè các bạn. Nani? Chào mọi người đi anh. Ok, còn đây là Sammy. Xin lỗi. Trời, tại vì là Sammy với lại Simmy gọi là xinh đẹp đáng yêu giống như nhau cho nên là mình nhầm chứ bộ. Đây là Sammy nữa bạn. Chào mọi người đi. Cái túi đẹp đó. Ồ, Sammy mới mua túi mới nè bạn ơi, đẹp dữ ta. Dịch có túi không? Dịch có túi mới không? Ồ, có luôn. Sammy có luôn rồi. Cây, có không? Cười. Còn đây là Sammy nè mọi người. Chào mọi người đi Sammy. Hello mọi người. Mình là Sammy. À, trời ơi, hai người giống nhau quá, không biết ai là Sammy, ai là Timmy luôn á. Sammy, trời ơi, có tận 3 người. Trời, 3 Sammy luôn, trời. 4 luôn. Trời, 5 luôn. Rối não quá. Rồi. Trời, chết rồi. Tôi không biết ai là Sammy thật hết. Chết tôi rồi. Còn mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Ê, ngoài đời thật nha, không phải Mini World nha. Ngoài đời thật nha. Ngoài đời thật nha là tặng quà sinh nhật nha bạn. Đây, cái này là của mèo béo này. Đấy. Nhưng mà tại vì ông chủ shop ông mở cái bọc rồi cho nên mình tặng gì thấy không? Đó. Có một cậu bé đang ôm con mèo đấy. Mình biết rằng là mèo béo rất là thích mèo đúng không? Hợp lý không mèo béo? Được và là cá mui này. Em tặng cá mui. Cá mui là màu xanh nhé, có sushi nữa. hộp có đồ ăn ở trên áo là chị cá mui thích rồi, em biết mà. Ok, còn cái này là của Naobi nè, sinh nhật Naobi. Cái quần đùi BTS. Không, em từ đấy em vẫn đồ ngủ à. Ok. Em không có đâu em. Ok các bạn ơi, và gọi là sau khi gặp xong Hero Team thì bọn mình cần phải đi ăn mấy bạn ạ. À. Đó. Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn dim sum nha các bạn nha. Cực kỳ ngon luôn. Giảm cân gì tầm này nữa các bạn ơi. Ăn thôi, không còn giảm cân được nữa rồi. Không còn giảm cân được nữa rồi. Bánh ướt lòng gà. Bữa người rồi. Ủa là ngày mai là bên mà chân sẽ tới đón mình thôi. Mình cứ cuốn sơ qua. Ngày mai để đi quay mà mạnh mẽ đúng không? Bra. Ok bạn ơi, và bọn mình mới vừa đi mua thêm quần áo để ngày mai gọi là đi quay MV đấy bạn ơi. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và mình sẽ có phần 2 cho các bạn xem nha các bạn nha. Các bạn hãy cùng mình hóng chờ phần 2 nha. Ok, let's go. À quên nhầm, bye bye.